cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Thưa quý vị, chúng ta hãy tìm hiểu về câu chuyện của một bạn trai có cân nặng thuộc dạng nhất cuộc thi và có số tuổi cũng thuộc dạng bé nhất cuộc thi. Thưa quý vị, nhân vật mà Trấn Thành muốn giới thiệu đó là Văn Thao. Mình tên là Lê Văn Thao, năm nay mình 19 tuổi, cân nặng của mình là 135kg. Người mình nó béo từ trên ngực xuống, lúc nào nó cũng kiểu là xạ xuống, nhìn rất sợ. Các bạn thì hay kiểu trêu đùa bóp vào ngực làm mình không thoải mái. Từ đó mình cảm thấy mình buồn, cứ buồn mình lại hay ăn. Cơ thể của mình cũng hấp thụ được lên, cứ mỗi năm mình tăng độ tầm 10 đến 15 cân. Kỷ lục của mình ăn là 11 bát. Lúc mình học hết cấp 3 thì số cân của mình đã trên 100kg. Cuối lớp 9 thì mình cũng uống thuốc giảm cân, cũng giảm được 18 cân. Đợt đấy là cũng siêng tập luyện hơn, đi tập thể dục cùng bố. Nhưng mà mình bỏ được độ tầm 8 hôm Tết tăng được 6 cân nên từ đó chán nên không muốn uống nữa. Mình học hết lớp 12 thì cũng đi học nghề đầu bếp. Đợt đấy thì lại không vận động nhiều, chỉ gọi là làm nấu nướng nên suốt ngày ngửi mùi dầu mỡ. Làm 6 tháng cũng tăng 14-15 cân gì đấy. Bố mẹ mình thấy tăng cân sợ quá thì bảo mình đi về, mình phụ mẹ đi bán quần áo cho ông Xuân. Vì sự cháy bỏng và sự đam mê trong con người mình sẽ cố quyết tâm để giảm cân, để tương lai mình sẽ mở một quán ăn dành cho mình và mời mọi người đến thưởng thức ạ. Bỏ gà vào luộc lên cho chín. Ôi, nó có gà. Bỏ thịt vào là ta đun lên. Với lại thịt ngồi nó sẽ cho thêm mỡ thăm. Các mặn vị sườn ta sẽ nấu thêm canh bầu. Ta thêm nước dừa, đổ bột vào làm thêm bánh ướt. Dân con cá kèo, đổ nước vào, đổ xì dầu là ta không yêu. Ta bỏ hành vào, ta bỏ thịt vào là ta đun lên. Cua tôm với lại thịt bò, ta sẽ cho thêm mỡ hành cho nó thơm. Cơm chiên ta mặn vị thừa, ta sẽ nấu thêm canh bầu cho nó ngon. Ta thêm nước dừa, đổ bột vào, ta làm thêm bánh ướt. Cho con cá hay lùng, ta đổ mứt hay lùng, ta đổ xì dầu là ta quan tâm. Hết rồi quý vị ơi. Dạ thưa quý vị, Tô Như và Văn Thao. Thưa quý vị, không có ai nghĩ là một cái bạn mà có trọng lượng là trên một tạ ha, mà có thể di chuyển được như thế này mà còn biểu diễn rất là dễ thương như thế. Xin mời John. John nghĩ sao về phần trình diễn này? Chắc chắn là Thao. Là em chưa nhảy đúng không? Có bao giờ nhảy chưa em? Đi học nhảy có hơn 1 tháng, gần 2 tháng rồi. Em học nhảy môn gì? Học kiểu như học nhảy để cho nó giảm cân mới săn người lại. Học tháng mà không biết môn nó tên gì luôn là hiểu rồi ha. Nói tiếp đi Quy ơi. Nếu mà em làm một cái bài nhạc kịch như vậy thì anh cần em diễn sâu hơn. Vì lúc nãy mấy cái động tác em làm, cái phần cuối nó chưa tới. Có làm đâu mà tới. Thì Hà Hồ nghĩ sao? Có lẽ là bởi vì là bạn biên đạo đã đặt vào một cái bài toán hơi khó cho bạn này. Thực ra đến những người chuyên nghiệp hay là bản thân Hà cũng đều rất là sợ mỗi khi phải đối mặt. Khi bạn tâm sự ở trên thì Hà thấy là bạn rất là thật, cho nên là những cái cách bạn thể hiện trong cái bài nhảy này nó cũng thật như vậy. Bởi vì bạn chưa biết bạn phải làm gì để cuốn hút ở trên sân khấu. Bởi vì những cái vòng đầu tiên nó rất là quan trọng, nó là cái hình ảnh của mình để người ta nhớ tới. Thì bạn đã bỏ lỡ cái cơ hội cho chính mình. Đàm Minh Hưng chắc có những lời nói xoa dịu hơn chứ hả? Thật ra thì cái vị trí thứ hai để mà thi
nó sẽ nói lên được là cái sự giảm cân của bạn rất là tốt so với 12 người kia. Nhưng mà bạn phải cho mọi người nhìn thấy được cái khả năng nhảy múa của bạn. Bạn giống như một diễn viên hài kịch câm á, mà chạy lăng xăng mà tôi vẫn hay xem, là cho mọi người vui tí xíu thôi. Nghĩa là mới chỉ đóng được cái vai phụ chứ chưa chưa cho mình làm chưa vai làm chính. Chưa làm cho nóng, chưa thấy bạn nhảy, đúng không? Cho nên là đừng để bỏ phí cơ hội nào nhé. Nay mà bạn nhảy hip hop là hết hồn. Vâng, cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thành của anh Đàm Vĩnh Hưng. Thì hôm nay đúng là bạn thể hiện nó không có ấn tượng thật. Thì chúng ta nhận những lời nghiêm khắc phê bình này nha, mình phải có ý chí hơn. Ok nha, tuần sau tốt hơn nha. Bây giờ là phần cho điểm đến từ ban giám khảo. Nhưng trước tiên Thành cũng xin mời quý vị hãy nhắn BN khoảng cách và số 2 gửi về tổng đài 8369. Quý vị và các bạn sẽ có cơ hội may mắn nhận được 10 triệu đồng đến từ chương trình. Bây giờ là điểm số của anh Đàm Vĩnh Hưng. 5 điểm. Hoàng Ngọc Hà, 5 điểm. John Huy Trần, 5 điểm. Như vậy là điểm trung bình của bạn đến từ ban giám khảo là 5 điểm. Xin mời bạn đến với chiếc cân. Thưa quý vị, cân nặng ban đầu của Văn Thao là 136 kg. Cân nặng hiện tại là 127,8 kg. Như vậy số cân giảm được là 8,2 kg. Như vậy phần trăm bạn có được là 6%. Wow. Tổng điểm là 11 điểm. Chúc mừng Văn Thao. Cảm ơn Văn Thao rất nhiều. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.